Xin chào tất cả các bạn, mình là Kim Ngân. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn quyển sách Bí mật của hạnh phúc. Hạnh phúc là ước mong trăn trở không chỉ của mọi người chúng ta mà còn là suy tư của nhiều thế hệ. Có ai đó đã từng nói rằng hạnh phúc luôn ở phía trước và thật khó nắm bắt, ta chỉ có thể hướng đến mà thôi. Phải chăng hạnh phúc thật gần gũi ở ngay trong tâm nếu ta biết nhận ra? Và có phải chỉ những ai đã từng trải qua thất bại, khổ đau mới hiểu được trọn vẹn giá trị của hạnh phúc, hay hạnh phúc là điều mà chúng ta chỉ thấy được giá trị của nó khi không còn nữa? Hạnh phúc đôi khi không chỉ là nụ cười mà còn là giọt nước mắt chia sẻ trên bờ vai tin cậy. Hạnh phúc là luôn bằng lòng với chính mình, hay là dám sống trong hành trình vượt qua thử thách, vươn tới những ước mơ. Và hạnh phúc không chỉ là cảm giác tới đích mà ngay chính trên từng chặng đường đi. Hãy đến với thư viện giáo sư Bến Gỗ tìm đọc quyển sách này để nói cho bạn những ý tưởng tư duy mới mẻ, là người đồng hành cùng bạn trên con đường đi tìm niềm tin cuộc sống, tình yêu và hạnh phúc. Tạm biệt các bạn.